đi ăn phở thôi. Các bạn biết đấy là mình là một người rất là thích ăn phở, và quanh năm mình có thể ăn phở 365 ngày, mỗi ngày 3 bữa được luôn. Nên bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một quán phở ở Phùng Hưng rất là ngon mà bọn mình hay ăn sáng nhé. Hai đứa bọn mình đi ăn phở ấy, hào hùng đi ra, nhưng mà nhớ ra là trong ví không còn một đồng tiền mặt nào cả. Bây giờ Bục Kiên đang phải đi rút tiền xong rồi mới đi ăn được. Sáng nay thì bọn mình dậy, mặt vẫn còn sưng, vừa mới ngủ dậy cách đây được một tiếng đồng hồ thôi. Xong rồi hai đứa mình lấy ý định là sáng nay bọn mình sẽ đi ăn phở và sẽ đưa mọi người đến cái hàng phở mà bọn mình rất là thích ăn. Ở đấy thì có cả phở bò sôi vang các kiểu mà mình cực kỳ thích. Cái hàng phở này thì đã từng xuất hiện trong một vlog của gia đình Cam Cam rồi, và mình thấy là mọi người hỏi quán phở này rất là nhiều luôn. Nên là ngày hôm nay thì bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đến cái hàng phở này ăn một lần nữa và quay lại cho mọi người thật là kỹ để cho mọi và review kỹ hơn cho mọi người. Nên là bây giờ mọi người hãy cùng đi ăn sáng với bọn mình nhé. Mình đang đi qua dãy phố đẹp nhất Hà Nội. Đây là phố gì Hoàng Diệu, Hoàng Diệu với cả là phố Phan Đình Phùng. Kiểu mỗi lần đi qua đây thì đều cảm thấy là kiểu đường phố Hà Nội trông đẹp hơn bao nhiêu, nhiều nó nhiều cây xanh ấy. Xong ngày hôm nay buổi sáng đi lại còn rất là mát trời nữa. Hàng phở này bọn mình ăn thì ở góc phố Hàng Vải và Phùng Hưng, và có tên là Khôi Hói. Tại vì là chủ hàng là tên là Khôi và chú bị hói đó. Bây giờ thì mình cũng không nhớ chính xác là địa chỉ là bao nhiêu Hàng Vải. Bây giờ thì mình sẽ qua và mình sẽ quay cho mọi người xem chi tiết của cái quán phở đó nhé. Đang mình đang không biết có mở không? Mở. Ôi đông đây. Ôi, đông mình dã man. Đi ăn bây giờ đang là 11:20. Đi ăn sáng 11:20. Nhưng mà cái hàng phở này nó vẫn đông dã man luôn. Với cả là cái hàng phở này thì nó mở cả ngày ấy. À hôm nay cũng là cuối tuần nữa. Hôm nay cuối tuần còn là ngày nghỉ nữa. Ôi, hàng phở siêu đông các bác ạ. Không biết bọn tôi review kiểu gì đây. Hai bắp sốt vàng. Hai bắp cộng sốt vàng. Vâng. Có ăn trứng không? Trứng giờ làm không kịp đâu. Thôi cố trần cho em hai trứng đi. Đông lắm, không kịp nữa. Thế á? Thế cho em dầu quẩy nhá. Thật sự là cửa hàng hôm nay đông dã man luôn. Và bọn mình còn định gọi cả trứng trần nữa, nhưng mà tại vì quá đông cho nên không trần được trứng. Dứa này cắp khổ, không chết này. Cháu ấy đang định uống nước mía cơ. Hai cốc nhá. Nước mía đấy ạ? Nước mía. Cho cháu, em uống nước mía chân trâu hay nước mía thường? Nước mía chân trâu đi. Nước mía chân trâu á? Cho cháu hai chân trâu ấy. Con phố hôm nay trở nên đông đúc hơn rất là nhiều. Mà bên hàng vải thì, hàng vải ở bên này thì có rất là nhiều những cái cửa hàng nước mía mọi người có thể uống ở bên đây. Và hôm nay đến các hàng phở, các bàn ăn phở tràn hết cả sang bên đường như này. Hai nước mía đúng không em ạ? Em cảm ơn nhá. Đây là nước mía chân trâu. Các bạn có biết đến món này không? Hôm nay để trong cốc cũng khác hẳn nhỉ? Đây là một cảnh tượng rất Hà Nội đấy mọi người. Phố Hàng Vải. Đó. Trong này sẽ là có dừa tươi này, có dừa khô này, có trân châu này, pha với nước mía thôi. Nhưng mà mình thử làm ở nhà xem nhau, quan trọng là nước mía rất là ngon. Quất nữa. Quất nữa, mùi quất nữa. Hôm nay thì mình rất là muốn vào trong cái chỗ mà người ta làm gì nhỉ? Bếp, đây gọi là bếp người ta để phở, nhưng mà tại vì là quá đông cho nên là mình cũng không muốn làm phiền cửa hàng ấy. Còn bình thường thì mình đã là khách quen ở đây rồi cho nên là bà cho vào quay thoải mái. Nhưng mà hôm nay đông quá cho nên là tốt nhất là không quay nhỉ? Đỡ phường víu chân tay của người ta. Nhưng mà ở đây thì thật ra là rất là sạch sẽ. Và các bạn yên tâm đi, vợ chồng mình mà review thì bình thường ấy thì đến đây khi mà muốn ăn phở lõi bò thì mình sẽ đến đây, nhưng mà hôm nay thì lại hết mất lõi. Cái mình muốn review nhất cho mọi người thì hôm nay không có, cho nên là mình đã gọi bắp với sốt vang để cho mọi người. Đây là miếng thịt bắp. Ở đây thì được một cái là họ thái thịt rất là lớn, thái thịt trông rất là đẫm, rất là to. Đây là cái miếng bắp này. Đấy, còn đây là cái miếng đỏ đỏ này thì là miếng sốt vang, gân, rất là hấp dẫn. Miếng thịt ở đây thì thái rất là to. Chính vì vậy mà cái giá thành của nó cũng sẽ đắt hơn so với các quán phở khác một chút. Còn đây là của mình. Lần nào đến đây thì mình cũng sẽ chỉ trung thành với món này, đấy là phở sốt vang.
Ở Hà Nội thì mình thấy là có vài chỗ bán phở sốt vang ngon và đây là một trong những chỗ mà mình cảm thấy là ok nhất. Đây, quẩy ở đây thì cũng rất là giòn. Mới. Mình là một đứa rất thích ăn hạt tiêu, là lúc nào cũng cho thật nhiều hạt tiêu. Cẩn thận bắn vào áo ấy. Nhưng thực ra nhá là em thấy là cái vị phở ở đây nó khá là đậm. Hoặc là bạn nào mà không ăn đậm quen thì thấy là mặn. Đây là miếng thịt bắp, đây là nước dùng này. Miếng thịt rất là dày, hay là chân chân dai dai. Đây là miếng sốt vang, rất là nhiều gân. Ơ sao anh có sốt vang? Anh lấy lúc nào đấy? Anh cũng gọi sốt vang mà. Thế cười phát ra nào. Thính hành à? Một gân rất là ngon. Và thơm ạ. Thịt chung với sốt vang luôn mọi người. Có một điều mình thích nữa là bánh phở ở đây thì ăn rất là mềm. Người ta trần rất là tới, nó không bị nát trong quá trình trần ấy. Đấy, cho nên là ăn nó vẫn có độ hơi dai nhẹ, chứ nó không bị mềm quặt, mềm nhũn ra đâu mọi người. Một cái nữa mà mình thấy là cái phở sốt vang ở đây thì nó, cái nước của nó vẫn rất là trong. Chứ nó không bị mỡ nước ấy mọi người. Nó vẫn là rất là trong, ăn nó không bị ngấy. Đây là bát phở của mình. Hôm nay mình cảm giác là cái nước phở nó hơi mặn mọi người ạ. Mình đã là người ăn mặn nhưng mà hôm nay Đây các bạn nhìn này, miếng thịt sốt vang rất là lớn luôn. Và cắt rất là to. Đây là cái gân đúng không? Gân đấy, gân này ăn sốt vang ngon này. No quá, mình đã xong bát phở của mình và thực sự rất no luôn ấy. Chồng vợ có vẻ đang lặc lè đúng không? Nhiều thịt à? Ăn hết phở xong rồi ăn rồi. Chúng mình vừa mới ăn xong rồi và thực sự là ngày hôm nay hơi bị fail một tí. Đấy là cái quán này nó quá là đông mọi người ạ. Mình thường không trọn vẹn những gì mình muốn review cho mọi người ấy. Bọn mình đã nghĩ là đi ăn vào cái tầm này thì tại vì là bình thường mọi người hay đi ăn phở buổi sáng ấy. Bọn mình đi ăn lúc đấy là 11 giờ 1 rưỡi thì bọn mình cứ nghĩ là cái giờ này là sẽ vắng rồi. Ai ngờ thì lúc đến là cái lúc mà cảm giác đỉnh điểm nó đông nhất ấy. Lúc mình ăn xong đứng dậy thì trông quán rất là thưa thớt. Nên là hôm nay không thể nào mà quay kỹ được cho mọi người. Với cả là bọn mình không gọi được đầy đủ những cái món mà bọn mình hay ăn mà bọn mình cảm thấy ngon nhất ấy để review cho mọi người, mà hôm nay chỉ gọi được món sốt vang thôi nhỉ. Cũng không gọi được trứng trần, không gọi được lõi các kiểu. Nhưng mà không sao. Đấy thì như mọi người nhìn thấy đây là hôm nay khi nào mà quán quá đông ấy thì không thể nào mà phục vụ khách được chu đáo hết sức có thể được. Ví dụ như là nhiều khi đũa này hay là những cái đồ kiểu như là giấm chanh rồi là hạt tiêu các kiểu thì mình đều phải tự phục vụ hết. Mà thực ra thì mình thấy là đa phần các quán phở thì thường gặp tình các quán phở vỉa hè. Các quán phở ở vỉa hè thì thường sẽ phải là như vậy. Và kiểu ví dụ đến nhiều khi mình còn phải là tự dọn bàn của mình chứ kiểu người ta đông quá ấy. Thì bọn mình thấy là cái thái độ phục vụ thì vẫn rất là ok, nên là bọn mình cũng rất là vui vẻ với việc là mình sẽ tự phục vụ, mình là tự lau bàn rồi tự lấy đồ, bọn mình cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả. Và cái giá thành thì hôm nay bọn mình 120. Hôm nay bọn mình ăn hết 120.000, có nghĩa là hai bát phở này là một rổ quẩy là 10.000 và hai bát phở là mỗi bát là 55.000. Thì mình thấy đây là một cái giá mà với cái số lượng thịt như vậy thì mình thấy nó khá là khá ổn. Chất lượng ấy chứ, đúng khá là không phải anh nghĩ rất là chất lượng ấy, tại vì miếng thịt rất là đầm, rất là thái, rất là to. Và bên cạnh đấy thì nước mía là hết 36.000 hai cốc. Thật ra thì bố mẹ Cam hôm nay là một cái vlog khá là phát sinh, cho nên là quay nó không được trọn vẹn như bọn mình mong muốn ấy. Nhưng mà tuy nhiên trong thời gian tới khi mà đã hết cách ly, hết nghỉ dịch, hết phải nghỉ dịch bệnh rồi, dịch bệnh cũng đã qua đi rồi, thì bọn mình sẽ cố gắng quay review nhiều hơn trong cái playlist là nhà Cam ăn gì, để có thể có nhiều quán ăn hơn để cho mọi người cùng có thể thưởng thức cùng với cả nhà Cam nhé.
một cái nữa đấy là nếu như là mọi người có những cái quán ăn nào mà mọi người cảm thấy là ví dụ như là hôm nay chẳng hạn mọi người có những quán phở nào mà cũng bán đồ phở sốt vang hay là phở lõi bò mà ngon ấy, thì mọi người cũng chỉ cho bọn mình với nhá. Bọn mình không tin chắc rằng đây là quán phở sốt vang hay là phở lõi ngon nhất ở Hà Nội đâu, mà đây là chỉ là trong những quán phở mà bọn mình đã biết thôi. Và nếu như mọi người biết quán nào thì mọi người hãy comment ở phía dưới để nhà Can mình thử hết tất cả các món và review lại cho mọi người nhá. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ off camera ở đây. Bye bye. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái vlog tương tự lần sau. Bye bye. Bye. Ủa nhưng mà đang đi qua Hồ Gươm rất là đẹp, mình sẽ quay cho mọi người xem một ít nhá. Hồ Gươm mặt nước trong xanh. Không, nó mặt đất xanh rồi chứ không trong.